em hiếm về có số điện thoại anh mời anh uống cà phê. Cảm ơn em. Mời tôi nữa đó nha, tôi nói thiệt á, tôi đang có dự định đi Bến Tre đó. Còn mời chị tới từ Bến Tre với em nha. Phải có số liên lạc mới ghé được. Dạ. Chị có dự định đi Bến Tre lên xe em chở đi về luôn. Thôi, có xe đâu có tài xế ghi không ơi. Nói đùa thôi chứ thấy thì phụ nữ mình á, này Tường chia sẻ thiệt luôn, sẽ sâu sắc hơn nhiều, sẽ chi tiết hơn nhiều. Nó thật sự mình đòi hỏi một mình khó quá nó sẽ cũng không có được đâu, giống như em nè. Đó. Đôi lúc nghĩ không phải mình ế chứ, mà tại sao mình ế được? Anh không cũng đẹp, cũng giỏi này kia mà tại sao không kiếm được ai? Tại em nói thật sự luôn, em khó tính lắm. Em cũng vậy. Em khó tính lắm. Và khi mình khó tính á, cái người xung quanh á, cái người đàn ông nó không đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Mà mình thì lại thấy cái nhu cầu mình nó quá đơn giản, mà tại sao người ta không đáp ứng được? Tính em thì nó thoáng. Nếu mà nó thoáng nó sợ lỗi thì sẽ dễ hơn. Như em khó tính là khó tính với con như vậy, là tuyệt đối là không có dùng từ mày với con. Mà em chỉ như nghiêm khắc với con. Dạ. Như vậy là chủ yếu là kêu con ngoan ngoãn thôi. Chị đã ngồi đối diện nhau qua cánh cửa trái tim này. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu to hơn, rõ hơn để cho đối phương có thể nghe được những cái lời chia sẻ của mình. Tường chào anh trước nha. Bây giờ anh giới thiệu trước, anh tên là gì? Tôi tên là Quỳnh Phước Nguyên. Hôm nay là 49 tuổi, ở là tỉnh Bến Tre, ở quận 11. À, rồi mình đang làm gì trên này? À, tài xế xe taxi. Mình chạy theo ngày hay là mình ôm luôn xe hay là mình chạy theo ca? Chạy ôm luôn xe. Ôm luôn xe luôn. Anh dạ. Làm công việc này lâu chưa? Công việc này cũng được 1 năm 2 tháng rồi. Ủa mới có 1 năm mấy à? Vậy trước đó anh làm gì? Trước đó thì chạy xe Grab, thấy không có ăn mấy vô hãng taxi. Rồi cái chiếc xe mình chạy xe Grab đâu rồi? Đó vô hãng Hòa Bình Xanh đó. Ủa là mình vô taxi là mình cũng chạy bằng xe của mình luôn? Đúng đúng rồi. Vậy là làm nghề tài xế lâu năm lắm rồi. Đúng rồi. Giờ mình đang sống với ai trên này? Sống với hai đứa cháu. Ở dưới quê là còn ai dưới quê? Ở quê còn có mình bà má thôi. Rồi sao không về quê sống với má? Tại vì ở trên đây có cơ chế làm ăn được, ở dưới quê đâu có cơ chế làm ăn được. Rồi em mời chị giới thiệu ạ. Mình tên Phạm Thị Hằng, mình cũng ở quê ở Bến Tre. Bến Tre luôn. Bến Tre ở khúc nào chị? À, ở tại thành phố Bến Tre. Thành phố Bến Tre. Anh Bến Tre chỗ nào vậy anh? Tôi ở huyện Ba Tri, xã An Bình Tây. Huyện Ba Tri là cách với thành phố Bến Tre là bao nhiêu xa? 35 cây. 35 cây, rành ghê. Đúng rồi, tài xế mà rành ghê. Một cái điểm chốt đầu tiên là cùng quê. Hỏi chị là sinh năm bao nhiêu ạ? Trong giấy thì mẹ ghi hồi nhỏ là mẹ khai là 1972, nhưng mà sự thật tuổi thiệt của em á là năm nay là em tuổi hợi 71. Dạ. Ô vậy là chị nhỉnh hơn ảnh 1 tuổi phải không? Cuộc sống của mình thì là mình kinh doanh khách sạn nhà nghỉ. Wow. Kinh doanh bao nhiêu năm rồi chị? Nói chung là thì mình kinh doanh đây là mở khách sạn được 2 năm rồi. Lúc trước thì mình buôn bán, mình bỏ hải sản cho các quán. Còn mình có 2 đứa con. Đứa con trai lớn thì năm nay 28 tuổi, hiện đang làm bác sĩ. Còn một đứa... Bác sĩ? Một đứa nữa là đang học đại học của ngành y mà năm đầu năm cuối năm 2. Trời ơi, mẹ đơn thân mà 2 đứa con học giỏi dữ, bác sĩ không vậy? Ủa chị ly hôn bao lâu rồi? Ly hôn nay là 15 năm. Chị đang sống với ai? Cũng như là sống một mình. 2 đứa con thì đi học ở trên Sài Gòn. Hồi năm mới vô lớp 9 là nó đã đi học ăn nội trú ở trên Sài Gòn hết. Dạ. Rồi vậy mà cái công việc mà ăn buôn bán ai hỗ trợ mình không? Có đứa em nó qua nó phụ. Còn bình thường là một mình đương đầu hết tất cả. Trời ơi giỏi quá ha. Rồi ba cũng làm bác sĩ mà ba mất rồi. Mà dạ. Mẹ thì ở gần cái bên. Một đứa em trai thì ở nhà cũng có xe tải, mình cũng có xe tải riêng. Ủa sao kinh doanh khách sạn mà sao có xe tải chi vậy? Tại xe tải là để cho đứa em quản lý. Có một đứa em nữa. À mình vận chuyển hàng hả chị? Thì cũng như là ở dưới đó là mình thu hết mấy vợ chai. Trời ơi nhiều nghề quá ha, giỏi quá. Chắc như chị thì chắc chị cũng muốn cái người đó cũng ở gần mình thôi chứ cũng không muốn người ở xa đâu đúng không? Cũng nếu mà có điều kiện thì về ví dụ như chỗ nào lập nghiệp được thì ở chỗ đó cũng được. Dạ, dạ. Nhưng mà cuộc sống phải cái người bên anh đó phải ổn định cuộc sống chứ kiểu cũng đừng có linh binh quá rồi. Dạ. Dạ, rồi em hiểu rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh là nói chung là mình nghĩ về người khác nhiều hơn. Còn điểm yếu là hay khóc. Sao nghĩa là cảm động như coi phim hay gì cũng hay cảm động nhiều nên nó cảm xúc nó hơi mạnh. Rồi vậy tốt thôi, thật ra phụ nữ mà đầy cảm xúc là rất là tốt, người sống tình cảm mà. Thế còn anh thì sao ạ? Một cái điểm mạnh thì thích suốt ngày đi làm ngoài đường thôi. Để kiếm tiền. Chịu cày đúng không? Chịu cực chịu khổ. Đúng rồi, còn cái điểm yếu thì nó hơi chậm chạp chút xíu. Hơi chậm chạp là sao? Ví dụ? Làm chuyện gì thì mình hơi bê trễ chút xíu. Lý do là do thời giờ giấc hay là do gì? Cũng như công việc này, cái mình vừa làm việc này cái đầu cái công việc kia mình làm không có kịp thành ra nó hơi trễ. Là mình do mình nhiều công việc quá. Đúng rồi. Dạ, có thể mình cố gắng ha. Ra kế hoạch mình sắp xếp làm sao mọi thứ cho nó ổn thỏa, cho nó đúng cái tiến độ của mình nha. Thế còn về tình trường thì như thế nào? Anh đã trải qua bao nhiêu cái mối tình hay là có cuộc hôn nhân nào chưa? Có một cuộc hôn nhân thì có một đời vợ thì vợ bệnh khối u não chết rồi.
mất 2014 đấy, tới nay cũng mấy năm rồi. Dạ, là sống được bao nhiêu năm thì chị mất ạ? À? Sống với vợ được khoảng chừng 20 năm thôi. Dạ. Vậy là mình có mấy cháu rồi anh? Có một cháu trai này được tuổi mùi nay được 29 tuổi. Cháu đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì mình có mối tình nào khác nữa không? Sau khi vợ mất thì có quen một cô, nhưng mà rốt cuộc thấy cũng không có được rồi. À, cũng ở tỉnh Bến Tre luôn á. À mà sao không được vậy anh? Cô đó cổ đi lên đây là cổ đi làm ở bên Long An phố, mình làm thành phố, từng cứ về một lần thì cứ nghe băng phanh mấy người sớm mà nói cổ cứ hai cái tính nhậu á. Trời ơi, nhậu rủ được ông nhậu rồi ngủ tại chỗ luôn, rồi người ta nấu quá tất nấu rồi em nói mà khách không khắc phục được, rồi cuối cùng em chia tay. Sao bây giờ ví dụ nè, giờ cô này cô cũng ở Long An nè, em chỉ nói ví dụ thôi, còn em chưa biết hai anh chị như thế nào, nhưng mà giả tỷ như mình vừa ý nhau, mình muốn tìm hiểu với nhau mà định hướng tương lai, thì giờ anh chỉ muốn anh về Bến Tre sống là thì anh thấy sao? Ở đâu nói chung ra làm ăn được thì cứ ở thôi chứ có gì đâu. Ở Bến Tre có taxi hay có công nghệ gì không chị? Ủa anh chứ có em... Ở Bến Tre có taxi mà. Anh lái taxi không chứ đâu có lái xe bằng xe tải lớn được hả anh? Đâu có bằng xe tải chứ, anh đang là bằng xe tải tới 18 tấn nữa mà. Chưa gì ngắm vô công việc rồi đó. Về rồi ví dụ như ai biết đâu được hai vợ chồng lấy hai người lấy nhau thành vợ thành chồng thì anh hỗ trợ được cho cổ trong cái công việc của cổ. Đúng không? Đúng rồi, em có bằng. Móc lại bằng ra cho coi luôn, thiệt tình lắm, nhân miền Tây mà. Đây, bằng lái xe tải đàng hoàng, yên tâm. Trước tiên xin việc bà chủ, qua bà chủ cho không nè. Cảm ơn anh. Nhiều khi biết đâu tình duyên không được, mình cũng thành một cái chỗ bạn bè, một cái gì đó, thấy nhau gặp sao? Nhau chỉ có duyên thôi chứ. Nó thiệt tình tôi chịu á. Em sơ bộ thì em thấy là nói chung về cuộc sống thì có vẻ anh còn cuộc sống nó vẫn còn rất là bươn chải, rất là khó khăn. Nhưng mà thật ra cái đó thì tới cái tuổi Tường thấy mình ổn định trước rồi, mình may mắn hơn thì cũng Tường cũng không có quan trọng cái vấn đề đó. Quan trọng là cái con người anh như thế nào thì cái đó mình phải cần thời gian nha. Quay lại một chút xíu về cái tình trường của chị. Thì tại sao mà hai mặt con mà mình chia tay vậy chị? Ảnh không có lo cho con, còn em thì em hướng về chủ yếu là con ăn học nhiều hơn, nên thà em chấp nhận vì con chứ không vì chồng. Rồi mấy tụi em đi đến chia tay. Rồi bây giờ là còn mối quan hệ cha con nó như thế nào? Nói chung là em cũng vẫn để cho cha con chăm sóc, cho ví dụ như con nó có hiếu thì nó lo được cái gì nó lo. Rồi bây giờ chị mong muốn tìm một cái người bạn đời của mình sau này đó, là mình mong muốn như thế nào? Nói chung theo nguyện vọng em á, là muốn tìm một người bạn đi tới. Thứ nhất đó là em rất đam mê ngành kinh doanh. Nếu mà được kinh doanh được á, thì nó rất là tốt. Còn nếu mà như anh bạn nói là anh cũng có tài xế, là cũng biết lái xe, thì nói chung nhiều khi trên công việc có thể là nó có thể nó chuyển đổi được, thì mình có thể quay qua kinh doanh công chuyện khác. Nhưng mà với điều kiện là tính tình phải thật thà. Ví dụ như chuyện gì buồn vui thì phải nói, chứ không có vụ mà mặt ngầm rồi nó buồn cả hai. Là một cái, thứ hai nữa tánh tăng nhân. Rồi thứ ba nữa là không nói dối, cái gì là thẳng thắn. Dạ. Chứ không có vụ mà nói dối, chứ đừng có ca ra cũng giống như là tiền bạc, tiền anh, tiền em đồ, nó em không chấp nhận vấn đề đó. Dạ, dạ. Cái này thật sự nó có một cái điều rất là tế nhị trong một cái mối quan hệ nam nữ, mà đôi lúc cái người nữ cái phần mà về kinh tế nó nhỉnh hơn á, thì cái bạn nam á phải là cái người bản lĩnh, tại vì người ta giỏi hơn mình nó phải là cái tội. Em nghĩ là mọi người đều rất chín chắn, mình tự quyết định cái cuộc đời của mình. Người ta chỉ có thể cho mình cái cơ hội thôi, còn mình làm hay không, mình nắm bắt được hay không là quyền của anh chị thôi. Rồi, thế còn anh thì anh mong muốn tìm một cái người bạn đời mình như thế nào? Thì mong muốn tìm một người bạn đời thật thà, dễ thương, hiền dịu, biết cư xử. Dạ. Rồi, anh có hình không? Cho em coi hình anh, em đố chị cái coi. Chị có hình không? Cho em mượn luôn chị. Sao không giống ở ngoài vậy trơn trời ta? Trong với ngoài. Ờ, trong ngoài khác nhau trời trời. Giờ nó đã vậy rồi. Dạ, này hình coi cho vui, coi trước thôi, bất ngờ thôi chứ hình này đâu có chọn gì đâu. Hình dễ quá mà. Có anh chọn hơi cực một chút nè, chỉ đâu. Bà mẹ hai con lớn, con bác sĩ hết trơn rồi đó. Đâu, ai? Người này nè. Người đó hả? Rồi giữ nguyên hiện trường, đâu để đó đi. Khó quá. Khó đố chứ. Xin mời quý vị nhìn về cánh cửa trái tim để xem. Rồi bây giờ nhìn về lại đi, giờ cái người ngồi đó với mấy người trong này là người nào? Đâu, giờ nhìn kỹ cái cổ đây nè, với trong đây nè, là cô nào? Vậy có nghĩ là cái người này. Vậy chứ em nghe tiếng nói chứ bên đây em biết hình anh rồi đó. Thôi đi, cái hình có ba người, hai người kia trẻ măng à. Dễ quá rồi. Thôi bây giờ này nè anh ơi, thôi giờ đừng ngắm nữa, có người thật rồi, ngắm người thật đi. Tặng quà kìa anh ơi. Còn cái, rồi qua đây luôn giùm em. Dạ, đây, anh đứng bên đó đi anh.
trong chương trình này em cũng món quà để tặng cho anh. Cảm ơn. Rồi, hồi xưa em hỏi ha, món quà này có ý nghĩa gì không anh? Cái sô cô la thì ý nghĩa thì nó ngọt ngào thôi. Nó ngọt ngào ha, thấy anh nói là thấy ngọt rồi đó. Còn món quà này món quà gì anh khui em coi với được không? Đó giờ có ai tặng quà anh không? Đó giờ chưa. Em nghĩ chắc cũng lâu chưa có người tặng quà ha. Chưa. Tội nghiệp ha, cũng một mình đơn thân trên Sài Gòn ha. Wow, làm gì biết nghề, ta làm nghề tài xế hay gì vậy trời. Tặng cái đó có ý nghĩa gì vậy, ý nghĩa gì vậy chị? Thứ nhất là đến chương trình này thì biết ảnh cũng là chuẩn chạc người rồi, nên em tặng một cái màu đen, là cái một màu là đã vượt qua cái sáng, nó trở thành đôi đen. Bây giờ cố gắng làm sao nó sẽ trở thành một cái sáng. À, có ý nghĩa đàng hoàng. Mặt tường nhìn vô tường nghĩ ý nghĩa, cà ravat giống như là tròn vô cổ xong móc cái cổ kéo đi luôn vậy đó. Vậy được không anh? Được không anh? Cái này không được cũng phải được. Không được mới được. Đã đưa cái này rồi, nó nhận rồi, nó nhận rồi, thì tất nhiên phải chịu rồi. Bây giờ em mời hai người ăn trưa với nhau, vui vẻ tâm sự nói chuyện. Anh thường về quê không? Một năm về quê có một lần. Còn mẹ mà sao anh ít về quê quá à? Tại vì anh em ở dưới đông, còn cháu đông mà về dưới lên đây phải gì làm? Làm đây là nhà của mình hay là nhà trọ? Mình đang ở là với cháu trong nhà trọ. Vậy lương thu nhập anh một tháng được bao nhiêu? Lương thu nhập tháng khoảng chừng 90 triệu à. 90 triệu đó là anh sử dụng qua nuôi con hay là anh sử dụng qua vấn đề? Giờ con nó đã lớn rồi, đâu có nuôi nữa. Nay nó 29 tuổi rồi. Vậy là từ hồi khi anh thôi vợ tới giờ anh có tích lũy được cái gì không? Là tích lũy mua được chiếc xe thôi chứ giờ đâu có mua được gì đâu. Cũng như là xe taxi đó riêng biệt của anh hả? Chứ không phải là của hãng? Không phải của hãng. Anh mua xe được bao lâu rồi? Xe này được 3 năm rồi. 3 năm. Lúc anh mua xe mới hay là xe đã qua hay qua sử dụng? Anh mua xe mới luôn á. Một ngày vậy mức tiền thu nhập của anh được bao nhiêu? Một ngày thu nhập là 1 triệu. Với 1 triệu thì một năm anh dư ra bèo bèo cũng có tiền ăn tiền nhà hết. Không, bởi vì nghĩ tiền xăng cộ. Tiền công ty lấy là nếu mà tại tháng 30 ngày 30 triệu là công ty lấy hết 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi thì còn tiền ô, tiền tiếp thị. Trình độ anh hồi đó học tới lớp mấy à? Độ anh học mới tới lớp 9 à. Anh có gì muốn hỏi em không? Anh thì ít nói lắm mà đâu biết gì đâu. Thì anh cứ việc hỏi đi. Thì con anh có thường cho tiền cho anh không hay là? Không, nói chung là nó làm thì nó nuôi bản thân nó thôi. Anh thì nuôi là làm riêng, không có chung. Vậy là ý anh là con anh nay là cũng là 29 tuổi, cũng tới tuổi để cưới vợ được rồi. Thì anh có dự định cái khoản tiền để sau này cưới vợ cho con anh không? Thì cũng có dự định nhưng mà chưa. Có dự định hay là anh phải khẳng định là dự định hay là đã có để mình dự định thôi chứ chưa. Vậy rủi con nó đòi đột xuất để đâu lên cái vợ? Nói chung ra là mấy cô mấy chú nó có phụ. Anh hỏi gì em hỏi đi. Anh về không biết hỏi thì gì. Anh cứ hỏi thi rồi để nhiều khi đi về rồi cái hối hận đó tao ngồi trước mặt mà không hỏi được gì cho. Anh ít nói vậy, ít cái làm ra không, không biết hỏi thì như cái thế nào. Rồi hôm nay anh gặp em anh cảm nhận như thế nào? Thì nay gặp em thì cảm nhận em cũng rất xinh xắn nhưng mà thấy em cũng rất là vui. Anh có thường lên Bến Tre không? Anh ít có về Bến Tre lắm. Nhưng mà chắc anh biết nghe ngã tư Tân Thành chứ gì hả? Biết. Dạ em nghe đó. Nói chung ra là cái Bến Tre chỗ nào anh cũng biết chứ đâu. Về quê ghé chỗ ghé thăm cho biết luôn. Rồi tới đó em mời anh nghe, nếu anh về có số điện thoại anh em mời anh uống cà phê. Cảm ơn em. Mời tôi nữa đó nha, tôi nói thiệt á, tôi đang có dự định đi Bến Tre đó. Còn mà chị tiếp tường Bến Tre ghé em nha. Phải có số liên lạc mới ghé được. Dạ. Chị có dự định đi Bến Tre lên xe em chở đi về luôn. Trời ơi, có xe tao có tài xế ghi không không? Nói đùa thôi chứ thấy thì phụ nữ mình á, này Tường chia sẻ thiệt luôn, sẽ sâu sắc hơn nhiều, sẽ chi tiết hơn nhiều. Nó thật sự mình đòi hỏi một mình khó quá, nó sẽ cũng không có được đâu, giống như em nè. Đó, đôi lúc nghĩ không phải mình ế chứ. Mà tại sao mình ế được? Anh nói ông cũng đẹp, cũng giỏi, cũng này kia mà tại sao không kiếm được ai? Tại em nói thật sự luôn, em khó tính lắm. Em cũng vậy. Em khó tính lắm. Và khi mình khó tính á, cái người xung quanh á, cái người đàn ông nó không đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Mà mình thì lại thấy cái nhu cầu mình nó quá đơn giản, mà tại sao người ta không đáp ứng được? Tính em thì nó thoáng. Nếu mà nó thoáng nó sợ lỡ thì sẽ dễ hơn. Như em khó tính là khó tính với con như vậy. Là tuyệt đối là không có dùng từ mày với con. Mà em chỉ nghiêm khắc với con. Như vậy là chủ yếu là kêu con ngoan ngoãn thôi. Chứ còn cái vấn đề mà gắt gao là em không có gắt gao. Nhưng mà đối với anh thì em thấy rằng là
Em hiểu là cái cuộc sống mọi người một cái hoàn cảnh, cuộc sống của anh đôi lúc nó cũng còn có khó khăn. Giống như đôi lúc á, chị hỏi những cái câu mà về định hướng tương lai anh không có trả lời được hoặc anh chưa có, thì đôi lúc em nghĩ rằng là đôi lúc có những con người á, người ta chỉ là cơm ngày ba bữa và người ta lo mỗi ngày thôi à chị, chứ người ta không có phải như mình để mình lo cái tương lai ngày mai ngày mốt ngày kia. Cho nên mình hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác để cảm thông được họ. Đôi lúc nó có những cái nó thật, nhiều khi anh thấy chuyện đó là bình thường, anh vui hỏi giờ anh có gì không, anh thấy anh tự tin, anh thấy anh thoải mái, ở đâu à làm được anh sống được. Rồi đây là những cái câu hỏi của chương trình gửi cho mấy anh chị cho vui, để mình đọc rồi mình làm cho nó vui với lại nhẹ nhàng để mình hiểu nhau nhiều hơn. Tắm thôi anh ơi. Đúng anh tích bốc hết. Dạ anh đọc lớn lên giùm tường đi. Hai bạn ôm nhau trong một phút rồi nói cảm nhận về nhau. Rồi anh tiến qua xin chỉ, hai người đứng lên ôm nhau một phút rồi nói cảm nhận. Nhiều vụ đó nữa. Lớn hết rồi, anh nhanh nhanh mạnh mạnh quyết liệt rồi. Lên xíu thôi nha, em biết nói gì đó. Thì xin cho em, cho anh ôm em một cái thôi, mình cảm nhận nhau cho nó dễ dàng để mình xin quyết định. Ôm em một cái để mình cảm nhận nhau. Thì cái tay này sao không ôm trời. Nói chứ lớn tuổi chứ hết nửa đời người vẫn vẫn rụt rè trong tình yêu đó quý vị. Ôm xong phải nói cảm nhận. Cảm nhận. Nhìn nói với cổ á chứ nói em chi. Thì cảm nhận anh như thế nào anh cứ nói đi. Cảm nhận thì nó tiêu nó hơi đập thôi, cái gì. Lẽ tiêu không đập chết sao? Có hồi hộp hơn không? Có xúc, có rung động gì không? Có hơi rung rung chút. Rồi cảm ơn anh. Rồi mời chị gái bóc một câu luôn ha, bóc một cái luôn ha. Chàng trai xin phép. Rồi ngồi ngồi đi chị. Chàng trai nữa hả? Nắm tay cô gái rồi nói cảm nhận là cảm nhận nữa hả? Trời ơi sao anh lời quá vậy? Nhờ lời quá rồi. Qua nữa. Nguyện là qua tiếp thôi. Qua tiếp thôi trời. Là tiếp nữa. Ông tại làm như chương trình cho biết anh ít nói hay sao á. Anh nói là rồi đó chứ bây giờ chốt luôn nè, giờ là câu chuyện cuối cùng rồi hết rồi đó. Nếu mà có duyên với nhau thì cho cái thời gian để mình hẹn hò tìm hiểu nhau, nếu được thì mình tiến tới một cái hôn nhân. Có số điện thoại thì có thể về ngang ghé mời về. Mà về nhà chơi cho biết. Và cái ngày đám giỗ đám quả gì đó ở nhà mời. Dạ em. Rồi là đi ngang rước luôn phải không? Có ngang rước luôn, có xe. Lấy tiền taxi không? Không. Lấy tiền taxi còn gì nữa. Lấy tiền taxi còn gì nữa ha. Mời anh chị đặt tay vào cái nút bấm này giúp cho Tường. Sau 3 tiếng đếm của em nha, nếu anh chị đồng ý cho nhau cơ hội thì bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra, quyền là của các anh chị. Rồi xin mời nhắm mắt lại ạ. 1 2 Em chắc em cũng hiểu là chị còn nhiều cái băn khoăn, nhưng mà chị có thể chia sẻ một chút xíu không? Thứ nhất là trên công việc, nếu mà trên công việc kinh doanh anh này ảnh chậm chạp, anh hơi chậm. Dạ đúng rồi, nó sẽ mỗi khi mà anh phát biểu lên một lời nói thì nó sẽ rất là trễ nải, chỉ còn một giây thôi nó cũng vẫn trễ nải. Theo em thì có thể em sợ em lanh lợi hơn ảnh, sẽ sau này nó sẽ không có hòa hợp được một cái team. Dạ. Thì sẽ làm đau khổ cho anh nữa. Dạ. Nên để cho ảnh có cơ hội khác, sẽ có người khác sẽ gặp ảnh sẽ may mắn hơn, là một. Còn đối với trái tim em là em chỉ cầu mong là cái tấm chân tình, chứ em không cầu mong cái em hiểu mà. em hiểu chị em hoàn toàn hiểu chị. Dạ. Và em cũng đồng cảm với cái chọn lựa của chị, giống như Tường cũng vậy thôi. Tường không ngại, mà thật sự Tường không lại ngại lấy một cái người hoàn cảnh kinh tế, điều kiện kinh tế khó hơn Tường, nhưng mà cái người đó phải bắt nhịp được với mình. Ví dụ như em nói như một cái chuyến xe hàng, ví dụ như mình đi vô tới công ty để giao đồ, mà ví dụ như mình chỉ người ta đồng thời, tại sao chiếc xe sau nó đã đi sau, xe trước mình đã đi trước, nhưng mà anh bước từ trên xe anh bước xuống để anh đi vô anh trình giấy cho bảo vệ, thì cái anh đằng sau anh đã bước xuống trước, thì cuối cùng lại mình cái đơn hàng của mình phải xe chậm lại để cho xe trước vô nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trên công việc. Thật ra trong cuộc sống có những cái chậm nó chắc, suy nghĩ kỹ nó rất là quan trọng để đưa ra những cái quyết định. Tuy nhiên với cái nhịp sống hàng ngày thì mình phải nhanh nhẹn, mình mới bắt kịp được với cuộc sống. Đôi lúc có thể mình không phát triển được như người khác, mình phải xem lại là do mình đã cố gắng hết sức nhưng mình chậm, mình không theo kịp, hay là do mình chưa thật sự cố gắng hết sức rồi. Quyền là của nhưng anh chị mà thôi. Em chỉ nói đây một câu nữa, anh cứ việc lấy số điện thoại của em, thì nhiều khi có thể tại vì em đi lên Sài Gòn này rất là nhiều, có thể em lên tới em sẽ điện anh nhờ anh chở em qua bên công ty khẩu trang. Tại vì em có nhập khẩu công ty khẩu trang của Cộng hòa Liên bang Đức nên em lên công ty này rất là thường, thì có thể là em sẽ còn nhờ anh nhiều. Ví dụ như trong khoảng thời gian dù em không bấm nút, nhưng mà trong khoảng thời gian em giao lưu và tiếp xúc với anh, ví dụ như có thể ân tình thuận lý, nó có thể còn cái con đường sau nữa.
không dạ. cũng không có gì, nhưng mà nói chung là cái nhờ chương trình thôi. Ví dụ như mà có duyên thì có duyên có nợ thì gắn kết nhau, còn không duyên nợ thì thôi, chuyện đó dạ. bình thường thôi. Dạ. Rồi vậy Tường cảm ơn anh chị nha, mời hai anh chị đứng lên ạ. Đây em thay mặt chương trình gửi tặng chị một món quà làm kỷ niệm nha, là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Mặc dù hôm nay là Tường không có kết nối được hai anh chị, Tường cũng rất là buồn, nhưng mà đó là cái quyền của anh chị rồi. Thì quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ đồng cảm ha. Em xin chúc cho anh chị là luôn được nhiều sức khỏe, và không xa mỗi người cũng sẽ tìm được cho mình một nửa yêu thương, cái người đồng hành, một cái người bạn đi với mình một cái chặng đường dài của cuộc đời luôn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi.